Jenny đến từ Con 68. Và nhân dịp năm mới năm 2023 thì mình xin chúc tất cả các bạn, những độc giả và những khán giả của Con 68 sẽ luôn luôn có nhiều sức khỏe. Và đặc biệt là mình muốn gửi lời chúc là năm mới các bạn muốn cái gì các bạn sẽ được cái đó. Các bạn muốn có sức khỏe thì các bạn sẽ được như ý. Các bạn muốn có tiền tài thì trong năm mới đánh future được lời nhiều hơn. Hoặc là các bạn muốn học giỏi thì sang năm sẽ có học bổng. Nói chung là mình xin chúc tất cả các bạn đều có sức khỏe nè, vạn sự như ý. Mình mong gì mình sẽ được cái đó. Và hy vọng là trong năm mới các bạn hãy tiếp tục ủng hộ những sản phẩm của Con 68 nha. Thank you so much and happy new year. Chúc mừng năm mới. Hi anh em, mình là Irene đến từ team Con 68 TV. Và trong năm mới này thì Irene cũng xin gửi lời chúc mừng năm mới tới anh em. Chúc anh em có một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều niềm vui hạnh phúc bên người thân và gia đình. Chúc cho thị trường crypto của chúng ta sẽ có một năm mới với nhiều trend mới, nhiều dự án chất lượng nổi bật và nhiều hidden gem để anh em có thể kiếm XNXX tài khoản từ thị trường crypto. Hello mọi người, nhân dịp Tết đến xuân về thì mình xin chúc cho tất cả các bạn có một năm mới thật là nhiều may mắn, thuận lợi, suôn sẻ và nhiều sức khỏe bên gia đình và những người thân yêu. Vậy là một năm đầy biến động đã đi qua, thì năm mới mình chúc các bạn có những khởi đầu mới, tích cực hơn, trade đâu lại đó, tài khoản XXX lần. Và đặc biệt cảm ơn các bạn độc giả của Kho 68 cũng như là những người ủng hộ Kairos Ventures đã đồng hành cùng bọn mình trong một năm vừa qua. Và chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với các bạn trong năm 2023 này. Hi, xin chào anh em, mình là một gia đình đến từ Kho 68. Nhân dịp và cuối năm 2022 và chúng ta sắp bước sang một cái năm mới 2023 thì mình xin gửi những cái lời chúc tốt đẹp nhất đến với tất cả những anh em đang xem clip này. Thì chúc anh em một cái năm mới thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, may mắn và thành công. Đồng thời là cũng chúc anh em luôn chân cứng đá mềm và vững tin để mà chúng ta cùng nhau đồng hành trong cái thị trường crypto này và gặt hái thêm được nhiều lợi nhuận trong năm mới. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong năm mới nha. Ok, xin chào anh em. Thì năm Nhâm Dần 2022 cũng chuẩn bị đi qua rồi và chúng ta sẽ chào đón năm 2023, năm Quý Mão. Thì trong cái thời khắc chuyển giao này, mình không biết nói gì hơn, chỉ muốn chúc anh em một năm mới thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công và chúc cho thị trường sẽ có nhiều chuyển biến tích cực trong năm 2023 này. Và hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng với nhau và sẽ cùng trải nghiệm và bước qua nhiều cái cung bậc nó thăng hoa hơn trong năm Quý Mão 2023 này anh em ha. Rồi thì cuối cùng thì không biết nói gì hơn, cảm ơn anh em một lần nữa đã đồng hành cùng với Con 68 bọn mình. Và đặc biệt là cảm ơn anh em đã ủng hộ DeFi Discussion vào mỗi tuần ha. Rồi ok, cảm ơn anh em rất nhiều và Happy New Year, chúc mừng năm mới. Rồi, xin chào tất cả anh em, mình là Minh Khang đến từ Con 68. Thì cũng nhân cái dịp Tết là năm 2023 Quý Mão này đó, thì mình cũng xin gửi một cái lời chúc đến cho anh em đã đồng hành cùng Con 68 cũng giống như là ủng hộ mình trong những video trong năm vừa qua. Thì mặc dù biết là trong năm vừa qua chúng ta đã gặp rất là nhiều khó khăn đúng không? Anh em tham gia thị trường crypto cũng đã đều biết rồi. Cũng đã có những người đã rời đi và cũng đã có những người đã ở lại. Và mình muốn dành cái sự tri ân, cái lời cảm ơn này dành cho tất cả anh em. Và hy vọng một ngày nào đó những anh em đã rời đi chúng ta cũng sẽ ở lại. Và những anh em nào đã ở lại với Con 68 thì mình lại càng quý trọng anh em hơn nữa. Và một lần nữa cho mình xin dành lời cảm ơn đến những người đã, đang, sẽ đồng hành cùng Con 68 ở trong năm 2023 Quý Mão này. Và mình xin kính chúc anh em có một năm 2023 thật nhiều thành công và tràn đầy niềm vui, hạnh phúc bên gia đình cùng người thân nha. Happy New Year!